Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình rất độc đáo về cửa hàng bên em. Thì cái thương hiệu Gian thì không còn gì xa lạ đối với những bác bên cửa hàng bên em theo dõi từ lâu rồi. Thì cái mẫu dòng MTB, dòng địa hình thì bên em đã về rất là nhiều trong những cái model của thương hiệu Gian. Dòng Gian XTC là cái model cao cấp thuộc trong tầng lớp cao cấp của thương hiệu Gian về dòng xe địa hình. Thì lai về một chiếc dòng cũng là thương hiệu cao cấp của model xe Gian, model xe Gian Talon 1. Đây là mẫu model đầu tiên về cửa hàng bên em. Và cái mẫu model Gian Talon 1 này tại thị trường Việt Nam là chưa hề có bán nhé. Mẫu Talon 1 nhé. Còn Talon 2, Talon 3 là đều bán tại những shop Gian đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Riêng cái mẫu Talon 1 này, đây là một cái phiên bản mẫu Gian quốc tế Talon 1 mà em bên sau đây em sẽ giới thiệu các bác qua. Vâng, thì thương hiệu Gian thì các bác có thể tìm hiểu thêm, rất là phổ biến trên những thị trường toàn cầu rồi. Thì cái model lần này em mới về cái mẫu là dòng Gian Talon. Thì thường thường các bác nhìn ở trên Google gõ bác chỉ gõ Gian Talon xuất hiện những cái dòng Gian Talon 3, Talon 2, Talon 4 là sử dụng rất là nhiều rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Đấy. Những shop xe đạp Shopee hay là những dòng những shop các shop khác tại thương hiệu Gian đều có. Và em sẽ vào một cái trang web chính hãng của dòng Gian, thương hiệu Gian lý ủy quyền tại Việt Nam. Đây là mẫu Gian của shop Việt Nam. Thì cái đây cùng với bác đây là cái mẫu dòng Gian Talon 3. Talon 3 nhé. Đây là cái model thấp cấp hơn cái model Gian Talon 1 của bên cửa hàng bên em. Thì mẫu Gian Talon 3 này thì được sử dụng với những cái 3 tầng đĩa giảm sóc dầu không thôi. Đây là mẫu Talon 3 cũng nhé. Talon 3. Đây là so sánh sự khác biệt giữa dòng Talon 3 và Talon 1 là Talon 3 được sử dụng với sóc dầu 3 đĩa. Còn nếu mà bác vào trên Google, bác gõ Talon 1. Đây. Talon 1 bác nhé. Talon 1 thì nó sẽ rất nhiều trang website chính hãng của xe. Thì cái model này model là năm 2018. Thì hầu hết những website chính hãng của Talon 1 đều bán những thị trường toàn dân dòng quốc tế hết. Hàng website chính hãng của quốc tế, không có hàng của Việt Nam nữa nhé, mẫu Gian quốc tế. Đây là mẫu Talon 1 của 2018 được sử dụng với giảm sóc hơi. Giảm sóc hơi không nhá. Và được chỉ sử dụng với một tầng đĩa thôi. Đây là website chính hãng của basico.com, mẫu Gian quốc tế năm 2018, rất độc đáo và là đầu tiên về cửa hàng bên em. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho các bác tìm hiểu thêm về cái mẫu dòng Gian Talon. Thì cái model lần này em về là mẫu model của Gian Talon 1. Mẫu dòng địa hình là Gian cao cấp. Dòng Gian quốc tế được bán trên thị trường quốc tế. Hiện tại thì cái mẫu Talon 1 này chưa hề có tại thị trường Việt Nam nữa nhé. Chỉ có Talon 2, Talon 3, Talon 4. Được làm từ hợp kim nhôm, khung nhôm với lớp sơn còn rất là đẹp. Đây là cái mẫu dòng Gian cao cấp và đầu tiên là cửa hàng bên em. Tem chính hãng của quốc tế cũng nhé, cũng còn trên khung xe. Khung nhôm alloy X vẫn là thương hiệu, vẫn là khung nhôm đặc quyền của chính hãng của Gian. Với cái tông màu chủ đạo kết hợp với cái ba màu ghi đỏ và trắng, ba màu rất là nổi bật trên khung xe. Nước sơn còn rất là đẹp các nhé, rất sáng và bóng. Đây là cái mã vạch chính hãng của Gian Basico.com mà em vừa giới thiệu qua cho các bác về cái mẫu Gian quốc tế đây, nó sai của nó đây. Và nó sơn cũng rất là đẹp và sáng và bóng luôn nhá. Của phốt ghi đông chính hãng của Gian, cũng bản sao xe, tem vàng chính hãng của Gian quốc tế, cũng bản sao xe trên ghi đông xe luôn. Xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano, trang bị với 8 tầng líp và cụm phanh trước là sử dụng với cụm phanh dầu được chính hãng của Shimano. Bên phải em là sử dụng với một tầng đĩa chính hãng và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thì chính hãng của Shimano. Và cái mẫu dòng Gian Talon 1 này được sử dụng với một cùi đĩa thôi bác nhé, khác biệt với mẫu Gian Talon 3 và Talon 2 sử dụng với 2 và 3 đùi đĩa khác nhau. Thì đây là cái mẫu dòng Gian được tích hợp cho mọi địa hình cho các bác đi dòng đường phố và đi đồi núi. Sử dụng với giảm sóc hơi chính hãng của ABS, phanh chỉnh đây là giảm điều chỉnh giảm sóc cộng và trừ
Các bác có thể nhún sâu hoặc là hơi nhún thì các bác có thể quay ở phía bên này. Đấy, dễ điều chỉnh cho các bác đi trên mọi địa hình rất là phù hợp. Khác biệt cái mẫu Talon 3 em vừa giới thiệu trên website thì được sử dụng với giảm sóc hơi. Talon 1 được sử dụng hơi và giảm Talon 3 được sử dụng với giảm sóc dầu, được nâng cấp hơn. Vành chính hãng của Ram nguyên bản theo xe, vành của Ram, lốp CST, lốp CST còn rất là mới, nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 26x1.95. Bên dưới gầm khung thì có mã vạch chính hãng của Ram nguyên bản theo xe. Cọc yên chính hãng của Ram, kem nó hơi bị mờ các nhé. Yên chính hãng của xe, yên của Ram luôn. Đùi đĩa oval, thiết kế rất là độc đáo nhé, đùi đĩa oval của thương hiệu FSA. Củ đề sau được củ đề được trang bị với củ đề Shimano DOD, trang bị với 8 tầng lip, lip trắng của Shimano. Vành chính hãng của Ram sử dụng với lốp cũng là lốp CST luôn. Lốp sau cũng còn rất là mới, lốp 26x1.95. Và cái mẫu dòng Ram Talon được thiết kế với một đùi đĩa 8 lít, được sử dụng rất là dễ dàng cho các bác đi trên mọi địa hình, đạp đường phố hoặc leo đồi, leo núi đều phù hợp. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Mà chiều cao đứng của khung xe là size 41. Chiều cao ngang khung là size 50. Và đây là cái mẫu dòng là Ram Talon 1 của chúng ta mới rồi, còn rất là mới. Mẫu dòng là Ram Talon quốc tế sử dụng mới giảm sóc hơi. Và bây giờ xin mời nhà chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ nhà chi tiết hoạt động của xe lên lít này, củ đề Shimano DOD 58 lít. Bên phải là đùi đĩa một tầng của Oval, đùi đĩa FSA thương hiệu Mỹ, carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Ram quốc tế model Ram Talon 1, mẫu dòng Ram quốc tế Ram cao cấp, và xe sử dụng với củ đề Shimano DOD giảm sóc hơi. Và xe giá tốt Việt Nam là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tên mẹ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.